Xin chào các bạn, mình là Hạnh Quyên, sinh viên năm 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua lời giới thiệu của bạn bè thì mình biết đến phòng khám da liễu Việt Đức và đây cũng là buổi cuối cùng mình kết thúc liệu trình trị mụn ở đây. Mình cảm thấy rất là vui khi mà da mình đã được cải thiện lên đến 95% so với buổi đầu tiên. Thông qua các anh chị y bác sĩ thì mình cũng đã biết thêm được những kiến thức về da cũng như là những cái biện pháp để giúp cho da luôn căng bóng và chắc khỏe. Các bạn nếu như mà có bất kỳ vấn đề gì về da liễu thì hãy đến phòng khám da liễu Việt Đức ở số 33 Khúc Thừa Dụ nhé. Xin chào!